Hệ điện là hệ gắn liền với hành trình đam mê Pokemon của rất nhiều anh em, vì có một con chuột giật điện nào đó trên anime là ấn tượng đầu tiên giữ họ lại với series này, trong đó có cả tôi. Cũng không cần phải long vòng nhiều nữa, chúng ta hãy cùng đi vào chủ đề chính của video này luôn nhé, để xem cái hệ này nó có gì hay ho nào. Cho đến thời điểm mà tôi làm video này, mới chỉ có tổng cộng 61 loài Pokemon mang hệ điện riêng biệt, chưa kể đến những hình dạng khác nhau của cùng một loài và cùng mang hệ điện như là Raichu, Voltorb và Rotom. Trong đó, thế hệ giới thiệu nhiều Pokemon hệ điện nhất là thế hệ thứ 5 với 11 Pokemon, còn thế hệ giới thiệu ít nhất là thế hệ thứ 6 với chỉ 3 con mà thôi. Hệ điện đã xuất hiện song hệ kết hợp với hầu như tất cả các hệ khác, với số lượng ít ỏi cho nên cũng không bất ngờ khi rất nhiều song hệ chỉ có một Pokemon như là điện siêu linh, điện bóng tối, điện độc và điện lửa. Song hệ duy nhất chưa kết hợp là điện và giác đấu. Những Pokemon của hệ này đều có khả năng phát điện hay là chúng nó ăn điện để làm năng lượng sống. Chúng thường xuất hiện xung quanh những vùng có tử tính cao hay là những khu vực nhà máy điện, khu dân cư nơi có nhiều nguồn điện. Có một số loài thậm chí còn được sinh ra do tác động trực tiếp hoặc gián tiếp của con người, còn một số khác vốn được sinh ra làm biểu tượng cho sấm sét. Về mặt công kích, hệ điện chính ra cũng không phải là quá xuất sắc khi chỉ gây gấp đôi sát thương được lên hai hệ là nước và bay, trong khi bị kháng bởi ba hệ khác là điện, rồng và cỏ, cũng như hoàn toàn bị miễn nhiễm bởi hệ đất. Khả năng công kích của hệ điện có thể được bổ trợ rất tốt bằng một chiêu thức hệ băng. Người ta hay gọi combo này là Bolt Beam, khi đó chỉ có 8 Pokemon có thể kháng được combo chiêu thức này. Về mặt phòng ngự, hệ điện cùng với hệ thường là hai hệ có ít điểm yếu nhất. Hệ điện chỉ bị nhận gấp đôi sát thương từ hệ đất, trong khi vẫn có thể kháng được đến 3 hệ là điện, bay và thép. Tuy nhiên bị yếu thế trước hệ đất cũng không phải là một điều dễ chịu lắm khi mà Earthquake là một trong những chiêu thức thông dụng nhất cả cái con game. Những Pokemon mang đơn hệ điện có thể miễn nhiễm với điểm yếu duy nhất của chúng khi mà cầm theo bóng bay, sử dụng chiêu thức Magnet Rise hay là sở hữu đặc tính Levitate như con Electros. Hiện tại thì đây là Pokemon duy nhất không có điểm yếu. Giờ là đến phần liệt kê này. Những thế lực huyền thoại của sấm sét đã xuất hiện ngay từ những ngày đầu tiên của Pokemon, đó là Zapdos của vùng Kanto, Raikou của vùng Johto và Thundurus của vùng Unova. Chúng đều nhanh như chớp, xuất hiện ở những nơi có mây tĩnh điện và thậm chí có thể điều khiển mây rông theo ý muốn. Vùng Unova còn có một con rồng thần hệ điện là Zekrom, Pokemon Hắc Âm Long, tượng trưng cho lý tưởng. Một trong bốn vị thần bảo hộ vùng Alola là Tapu Koko. Và gần đây nhất là Regieleki, Pokemon được tạo ra hoàn toàn từ năng lượng điện. Chỉ có một Pokemon huyền ảo mang hệ điện là Zeraora, Pokemon sét siêu thanh. Các hội quán và phòng huấn luyện của hệ điện, đầu tiên và đáng nhớ nhất có lẽ là ở thành phố Vermilion vùng Kanto, với thủ lĩnh là Trung úy Shirt và con Raichu đã để thua Pikachu. Gym điện thứ hai nằm ở vùng Hoenn, đứng đầu bởi Watson, người đàn ông đầy nhiệt huyết đã gây dựng lên thành phố Mauville, Sea Mauville và New Mauville. Thứ ba là gym thành phố Sunny Shore ở vùng Sinnoh của thủ lĩnh Wagner, anh chàng lạnh lùng vì quá ít đối thủ. Thứ tư là thần tượng giới trẻ, Wai Phượng quốc dân Elisa, thủ lĩnh hội quán thành phố Nimbasa của vùng Unova. Và cuối cùng là thiên tài sáng chế Clement của thành phố Lumios vùng Kalos, cậu này thì là nhân vật chính trong anime luôn rồi. Pokemon huyền thoại xịn sò của hệ điện thì chỉ có mỗi Zekrom, mà nói đây là Pokemon mạnh nhất của hệ điện thì cũng không sai tí nào. Zekrom mang một song hệ rất độc đáo là rồng và điện. Cho đến khi con Rakozon xuất hiện thì Zekrom là Pokemon duy nhất mang song hệ này. Chừng nào con Pokemon thần thánh mang hệ tiên và đất chưa xuất hiện thì combo của hai hệ này vẫn cực kỳ là khó chống đỡ, nhất là khi đám huyền thoại cực kỳ nhiều Pokemon hệ bay và rồng. Ở thế hệ thứ 8, Zekrom được đứng trên cao ban cho một món quà là Dragon Dance để cho nó có cơ hội vượt qua điểm hạn chế duy nhất là tốc độ. Chỉ một lần boost là quá đủ để Zekrom hủy diệt gần như mọi thứ. Sức tấn công khủng khiếp cùng với những chiêu thức mạnh như là Bolt Strike và Outrage khiến cho Zekrom là nỗi khiếp sợ của những Pokemon truyền thủ. Vì là một Pokemon hệ điện không bao giờ dính tê liệt cho nên nó càng khó kiểm soát. Thêm nữa,
Đặc tính Toravolt giúp cho những đòn tấn công của Zekrome bỏ qua tất cả đặc tính của mục tiêu, nên ngay cả Lugia cũng sẽ bay màu chỉ với một hit sau Dragon Dance, và những con Shred Ninja nghĩ rằng nó có thể miễn nhiễm được với những chiêu thức của Zekrome cũng sẽ phải hối hận. Cơ chế Dynamax của Gen 8 cũng là một lợi thế mà Zekrome tận dụng rất tốt. Nó có thể biến chiêu Outrage thành Max Whirlwind để spam mà không bị hỗn loạn. Chiêu này cũng sẽ giảm công của mục tiêu, cho nên ngay cả Primal Groudon cũng không thể làm khó được Zekrome sau khi trúng đòn. Kyogre thì dĩ nhiên là vào viện ngay lập tức mà chẳng cần phải cố gắng. Thế còn Ferroton thì sao? Nó rất trâu này, có thể kháng được điện và rồng, đồng thời đe dọa lại bằng Lixit. Trong trường hợp này thì Substitute tồn tại là có lý do của nó. Anh em chưa biết tác dụng của chiêu này á? Thế thì tìm hiểu kỹ hơn trong đường link dưới phần mô tả nha. Chỉ có một điều là Terravolt của Zekrome sẽ không thể đánh xuyên qua được đặc tính Shadow Shield của Lunala, cho nên sẽ hơi gặp rắc rối một tí với con này, nhất là khi nó không quan tâm đến việc bị giảm công vật lý. Và nếu như không được gia tăng thì 90 tốc độ của Zekrome sẽ không đủ dùng. Sau một lần Dragon Dance thì cũng sẽ chỉ ngang với Kyogre cầm Choice Scarf, cho nên con nào đánh trước cũng sẽ rất là hên xui. Đấy là còn chưa kể đến những đối thủ dùng Choice Scarf nhanh hơn, mà cái việc setup đối với Zekrome cũng không phải là dễ dàng. Cơ mà dù gì thì hiện tại Zekrome vẫn đang trong giai đoạn đỉnh cao nhất trong sự nghiệp kéo dài 4 thế hệ game của nó. Không hẳn là một Pokemon huyền thoại, nhưng cũng có thể coi là huyền thoại Pokemon. Hãy nói một chút về Pikachu. Anh em nghĩ tôi có thể làm một video về Pokemon hệ điện mà không nhắc đến Pikachu á? Không có gì thắc mắc khi nói Pikachu là nhân tố lớn nhất dẫn đến sự thành công của cả thương hiệu Pokemon. Nhân vật chính không thể thay thế của anime, có nguyên một cái máy bay cho riêng mình và thậm chí được chọn làm đại sứ văn hóa của Nhật Bản. Khi một ai đó không thích Pokemon này thì hầu như là vì họ cho rằng nó được quá nhiều người yêu thích, nhưng mà họ cũng không thể thay đổi đám đông, cho nên họ càng ghét nó hơn vì điều đấy. Come on man, nó chỉ là một nhân vật hoạt hình thôi mà, sao phải căng thế? Pikachu có hẳn một dàn đệ được mô phỏng theo sự dễ thương của nó, mỗi thế hệ lại có thêm ít nhất một con. Chủ yếu là để bán đồ chơi chứ chiến đấu trong game cũng không phải là mục đích chính. Cơ mà vẫn có con Pachirisu và Togedemaru đã từng giành được cúp vô địch thế giới. Một phần lý do là vì chẳng mấy ai dùng con này bao giờ, cho nên không ai biết phải đối phó với chúng như thế nào. Pikachu cũng có rất nhiều hình dạng, mà cơ bản chỉ là nó đội các kiểu mũ theo các phiên bản anime, với cả lướt sóng này, hay là bộ bóng bay. Những hình dạng này thì không thay đổi gì nhiều về khả năng chiến đấu, mà chỉ mang tính chất sưu tầm thôi. Nhắc đến khả năng chiến đấu thì con chuột điện này còn có một trang bị mà chỉ mình nó dùng được. Thậm chí đây là cái trang bị có hiệu ứng bá nhất cả game khi mà tăng gấp đôi cả hai chỉ số tấn công, khiến cho ngay cả dạng tiến hóa của nó là Raichu cũng trở thành con ghẻ. Cộng thêm với một chiêu thức độc quyền mà đồng thời cũng là một trong những chiêu thức mạnh nhất hệ điện là Volt Tackle, khiến cho những Pokemon hệ điện khác phải ghen tị bởi vì chúng nó chẳng có chiêu gì để đánh. Xét cho cùng thì con này bị người ta ghét cũng không phải là quá vô lý. Cơ mà thôi, ghét làm gì cho già sớm. Hồi trước tôi cũng không thích con này lắm đâu, cơ mà bây giờ thì ngược lại rồi. Rotom, đây là Pokemon hệ điện mà tôi cực kỳ thích ý tưởng của nó. Anh em đã thấy avatar của tôi chưa? Nó được thiết kế dựa trên concept những ngôi nhà ma ám trên phim ảnh, hay có cái trò TV đèn đóm tự động bật tắt, hay là đồ đạc tự nhiên chúng nó bay lên. Từ đấy mở rộng ra một con ma có thể nhập được vào các loại đồ điện như là lò nướng, máy giặt, tủ lạnh, máy cắt cỏ, quạt máy, flycam, xe đạp, điện thoại, Pokédex. Cơ mà chỉ có 5 dạng đầu tiên mới có thể dùng trong chiến đấu được thôi nha. Tất cả các hình dạng của Rotom đều sở hữu đặc tính lơ lửng. Đây là một điều rất tốt đối với một Pokemon hệ điện. Có một phách thú vị là khi được công bố vào thế hệ thứ tư, tất cả các dạng đồ đạc này đều mang song hệ điện và ma như bản gốc, khiến cho chúng hơi bị bá một chút bởi vì có thể miễn nhiễm được đến 3 hệ, đồng thời chặn được Rapid Spin. Chỉ khi đến thế hệ thứ 5 thì chúng mới được chia ra thành các hệ riêng biệt như bây giờ. Song vẫn giữ nguyên đặc tính, dẫn đến việc con Rotom quạt máy trở thành Pokemon hệ bay duy nhất có đặc tính lơ lửng. Và điều này cũng không khác gì là không có đặc tính, người ta còn tạo ra cho nó thêm một cái set meme cầm nốt cái bóng bay cho an toàn. Rõ ràng nó giữ cái Levitate cũng chỉ là để đồng bộ với những dạng còn lại, nhưng mà tầm này thì mấy ông Rotom cũng nên có đặc tính ẩn đi là vừa. Về hệ thống chiêu thức, rất nhiều chiêu của hệ điện đi kèm với hiệu ứng tê liệt đối thủ. Pokemon nhiễm hiệu ứng này sẽ bị chia đôi tốc độ, vốn đã là một bất lợi rất lớn. Đấy là nó còn bị nerf rồi đấy, chứ trước Gen 5 thì nó còn chia 4 cơ.
Thêm vào đó thì mỗi lượt chúng sẽ có 25% khả năng bị tê liệt hoàn toàn và không thể hành động. Đây là một công cụ kiểm soát tốc độ cũng như ngăn chặn càn quét cực kỳ hiệu quả. Những Pokemon hệ điện và Pokemon mang đặc tính Limber sẽ không bao giờ bị tê liệt. Chỉ có 3 chiêu hệ điện với 100% khả năng gây tê liệt, đó là Thunder Wave, một chiêu hiệu ứng vốn có 100% độ chính xác luôn nhưng đã bị giảm còn 90% vào thế hệ thứ 7. Chiêu thứ hai là Nuzzle, một chiêu tấn công yếu với sức mạnh 20 và độ chính xác 100%. Xét tổng quan thì Nuzzle là chiêu tốt hơn bởi vì việc cấu đam có thể sẽ hữu ích khi đối mặt với những Pokemon có Multiscale, Sturdy hay là Focus Sash. Trên hết vì đây là một chiêu tấn công cho nên sẽ không bị chặn bởi Taunt. Tuy nhiên thì không có nhiều Pokemon sử dụng được cái chiêu này cho nên Thunder Wave vẫn rất là phổ biến. Chiêu thứ ba thì là Zap Cannon, nhưng chiêu này chỉ có 50% độ chính xác thôi nên là bỏ qua đi. Còn cả chiêu Claire của mấy con rắn nữa, nhưng đây không phải là chiêu hệ điện cho nên tôi cũng chỉ nhắc đến nó thế thôi. Anh em có thể nhận thấy một đặc điểm chung của rất nhiều hệ khi nói về chiêu thức vật lý mạnh mẽ. Chúng nó đều có một bản sao tương ứng của Double S với sức mạnh là 120, 100% độ chính xác và phản lại 1/3 sát thương lên Pokemon thi triển. Hệ điện cũng không phải là ngoại lệ, cũng có một chiêu thức tương tự như vậy, đó là Voltackle. Có điều đây là chiêu độc quyền của con Pikachu, mặc dù chẳng có lý do gì để như thế cả. Ngoài ra không một Pokemon nào khác có thể sử dụng Voltackle, khiến cho những anh hệ điện chuyên vật lý khác đành phải ngậm ngùi với phiên bản yếu hơn nhiều là Wild Charge với sức mạnh chỉ có 90. Đây cũng là lý do những Pokemon như Electrevive và Luxray không thể ngóc đầu lên được. Ừ thì chiêu này phản đam lại cũng ít hơn, nhưng nếu có thể sử dụng một chiêu mạnh như Voltackle thì cơ hội hạ gục đối phương cũng cao hơn, khi đó thì hầu như không cần phải lo lắng về cái vụ phản đam này. Và anh em có biết điều gì tệ hơn là để một chiêu vật lý mạnh làm độc quyền của Pikachu không? Đó là để thêm một chiêu độc quyền vật lý mạnh nữa làm độc quyền của Morpico. Aura Wheel có sức mạnh là 110 và 100% độ chính xác với không một chút hạn chế nào mà thậm chí còn được tăng tốc độ sau khi sử dụng. Yeah, nếu như Pokemon yêu thích của anh em là Luxray thì tôi xin chia buồn. Ngoài ra còn một chiêu nữa là độc quyền của Zolt, tức là phần đầu của Dracozolt và Arctozolt, đó là Boltbeak với sức mạnh 85, 100% độ chính xác và sẽ mạnh gấp đôi nếu như đánh trước đối thủ. Thường thì tôi không hay nói về những chiêu thức độc quyền này, nhưng mục đích của tôi ở đây là cho anh em thấy mảng vật lý của hệ điện nó bất công như thế nào. Ở mảng đặc biệt, sở hữu tiềm năng sức mạnh cao nhất là Electro Ball. Uy lực của chiêu này tăng giảm tùy theo chênh lệch tốc độ của hai bên. Với sức mạnh cao nhất có thể lên đến 150 khi tốc độ của mục tiêu chỉ bằng 25% trở xuống so với Pokemon thi triển. Zap Cannon có sức mạnh lên đến 120, cơ mà dùng chiêu này thì đa số là trượt. Một số Pokemon có thể combo với chiêu Lock On để đảm bảo chắc kèo đánh trúng, nhưng làm thế thì nó lại thành chiêu hai lượt cho nên cũng không hiệu quả cho lắm. Yếu hơn một chút là Thunder với sức mạnh 110 và độ chính xác 70%. Tỷ lệ này sẽ thay đổi tùy theo thời tiết. Khi trời mưa thì Thunder sẽ luôn luôn trúng mục tiêu, còn khi trời nắng thì chỉ còn 50% độ chính xác mà thôi. Chiêu này còn có một hiệu ứng đặc biệt là có thể đánh trúng cả những Pokemon đang bay trên trời do hiệu ứng của Fly và Bounce. Chiêu Hurricane của hệ bay cũng có đặc điểm này, nhưng mà video trước tôi quên mất. Thường thì sẽ có hai kiểu người. Một chọn sức mạnh nhưng độ chính xác thì hên xui sẽ chọn Thunder. Hai là kiểu người chưa an toàn sẽ dùng Thunderbolt với độ chính xác là 100%, nhưng dĩ nhiên sẽ phải chấp nhận là sát thương sẽ yếu hơn. Volswick là chiêu thức khá đặc biệt khi vừa gây sát thương cho đối thủ vừa có thể rút Pokemon về, giúp cho người sử dụng thăm dò đối phương cũng như không bị thiếu đam khi thay đổi chiến thuật. Lại một lần nữa thì tôi đã có nguyên một video giải thích vì sao những chiêu kiểu như thế này lại hữu dụng rồi, cho nên anh em hãy check phần mô tả nếu như chưa biết nhé. Electro Web cũng là một chiêu thức kiểm soát tốc độ hiệu quả, nhất là trong đấu đôi. Sát thương tuy không nhiều nhưng sẽ giảm một bậc tốc độ của cả team bạn, dĩ nhiên là ngoại trừ những đứa miễn nhiễm hệ điện ra. Săn đấu môi trường điện được tạo ra bởi chiêu thức Electric Terrain và đặc tính Electric Surge, tác động lên tất cả những Pokemon đứng trên mặt đất chứ không bay hay là lơ lửng. Những Pokemon chịu ảnh hưởng bởi môi trường này sẽ không thể ngủ, đồng thời những chiêu thức hệ điện do chúng sử dụng sẽ được tăng thêm 30% uy lực. Chiêu thức Rising Voltage sẽ gây gấp đôi sát thương nếu như mục tiêu đang đứng trên môi trường điện. Nên lưu ý là cái tăng giảm này dựa trên mục tiêu nhận thêm chứ không phải là Pokemon thi triển được tăng.
Cho nên kể cả Zapdos đang bay dùng chiêu này lên một con dưới đất thì sát thương gây ra vẫn sẽ gấp đôi. Tuy nhiên thì chỉ có những Pokemon thi triển đang đứng dưới đất mới được hưởng nốt 30% sát thương gia tăng cho bản thân. Khi đó thì chiêu này có thể đạt đến sức mạnh tối đa là 182. Dưới tác động của môi trường điện, chiêu Terrain Pulse sẽ được tăng gấp đôi sát thương và chuyển thành hệ điện. Ok, hầu như tất cả các chiêu thức của hệ điện sẽ trở thành Gigavolt Havoc khi kết hợp với trang bị Electrium Z. Thường thì tôi sẽ không nói về những chiêu thức Z độc quyền, nhưng để nhấn mạnh về con cưng Pikachu thì nó có tận 2 chiêu như thế này. Đó là Catastropica được nâng cấp từ chiêu Voltackle khi kết hợp với trang bị Picanium Z. Đây là chiêu mạnh nhất trong tất cả các chiêu hệ điện. Và chiêu thứ hai là điện 10 triệu Volt, chỉ có thể sử dụng bởi các phiên bản Pikachu đội mũ khi dùng chiêu Thunderbolt kết hợp với Picanium Z. Chiêu này cũng sẽ gia tăng 2 bậc chí mạng sau khi sử dụng. Khi Dynamax, các chiêu thức tấn công của hệ điện sẽ trở thành Max Lightning, có tác dụng tạo ra môi trường điện sau khi đánh trúng mục tiêu. Có hai chiêu thức G-Max của hệ điện. Đầu tiên là G-Max Stun Shock của Gigantamax Toxic City, có tác dụng nhiễm độc hoặc là tê liệt cho tất cả Pokemon đối phương. Và chiêu còn lại tất nhiên rồi, đó là Gigantamax Pikachu với G-Max Volcrash sẽ gây tê liệt cho cả team bạn. Ok, đó là cái tổng quan về Pikachu, ý tôi là tổng quan về hệ điện, hay ít nhất là những gì tôi có thể gói gọn lại trong một video để nó không dài nửa tiếng. Hy vọng anh em thấy thế là đủ, còn nếu có bổ sung thông tin thú vị gì thì hãy dành nó cho phần comment vậy nhé. Cảm ơn anh em đã dành sự quan tâm và theo dõi hết cái video này, cũng như cảm ơn anh em về tất cả những sự ủng hộ suốt thời gian qua. Hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo. Còn bây giờ thì, peace!